70 em là 70 câu chuyện đau lòng như thế, được các sơ ghi nhận cẩn thận. Ghi nhận lại không phải vì các sơ sợ mình quên đi hoàn cảnh của những đứa con mình đang chăm sóc. Đó như một quyển lưu bút để các con có thể truyền tay nhau, lắng nghe câu chuyện cuộc đời nhau, hay chia sẻ cùng những người anh em nằm trên những cái nôi sắt kia, nằm trên những chiếc giường bố xếp. Cả đời không thể tự chủ hành vi. Cô bé mới 39 ngày tuổi, bị cha mẹ đem bỏ ngoài rừng khi thấy bé bị khuyết tật. Các nữ tu nuôi tới nay đã được 8 tuổi. Em Trần Thị Lộc được các nữ tu nuôi từ 3 tuổi, nay đã 23 tuổi, nói chuyện rõ ràng, giỏi nghề thêu trên vải. Đặc biệt là bé Tú Chi được gửi vô máy ấm từ 2 tuổi, chỉ nằm một chỗ thôi mà biết tự ăn uống và đánh đàn rất giỏi. Còn nhiều những câu chuyện của các em mà khi chúng tôi được nghe kể đều cầu mong có những kỳ tích và điều kỳ diệu sẽ đến. Cảm ơn con. Dạ con tên Tú Chi. Dạ con mẹ 2 tuổi. Con ở Gia Lai. Chú Nghĩa cảm ơn con nhiều nha. Hồi nãy con thấy có một số bạn ở phía dưới nè, lúc mà tiếp đón đoàn á, rồi thậm chí là phụ với các anh. Các bạn đó mình nhìn thì mình biết rằng các bạn đó cũng có bệnh, nhưng mà chắc là nhẹ hơn so với những bạn còn lại ở đây không sao? Mấy bạn đó là chậm phát triển nhưng mà dạng nhẹ hơn, bị bỏ rơi, mồ côi ở phía sơ từ nhỏ, có thể tự lo cho bản thân, nhưng mà chỉ được một vài bạn thôi. Thì ở đây mình nuôi như vậy thì cái nguồn mình lo cho các bé thứ nhất là ở đâu, thứ hai nữa là ở đây mình có bác sĩ chăm lo cho các bé thường xuyên không ạ? Dạ, nguồn kinh phí đây á thì là của hội dòng mẹ nhân ái, thì các sơ ở đây là chỉ là ở để phục vụ các con, còn kinh phí là nhà dòng thì các sơ sẽ phải đi làm những công việc khác để lấy cái chi phí đó để hỗ trợ vào đây. Cái thứ hai nữa là bác sĩ thì các sơ có liên kết với bệnh viện huyện thì người ta sẽ hỗ trợ các sơ về vấn đề về y tế, còn ở trong đây thì các sơ vẫn học về y tế, về điều dưỡng, về dược sĩ, thì các sơ đều có bằng cấp để làm công việc này. Dạ. Và hàng tháng thì vẫn có các bác sĩ tới giúp các sơ khám sức khỏe cho các con định kỳ. Dạ. Có một đoàn bác sĩ nước ngoài thì chuyên về chữa các dị dạng về vận động, thì có thể là giúp cho phục vụ lại cho các bé như thế, hàng năm vẫn về Việt Nam và hỗ giúp miễn phí hoàn toàn cho các bé. Từ trước đó mình cũng đã từng đi một lần như vậy rồi. Và đi thì cũng nói chung là cũng không có bỡ ngỡ nhiều. Qua đây thì mình muốn nói với các bạn là khi mà còn có thể còn có sức khỏe thì mình cứ đi, xách xe, khi mình ra xe mình đi thì mình thấy được có nhiều cái điều đó rất là hay và tuyệt vời. Như là cái cung hôm nay chẳng hạn, bản thân mình và bé cũng có nhiều cái góc nhìn khác về cuộc sống rất là hay, cái chuyến đi đó rất là nhân văn, và mình cũng mong các bạn trẻ sẽ có được nhiều chuyến đi tương tự như vậy. Khi mà nghe cái chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương này á, thì anh đăng ký ngay để tham dự cùng các bạn. Thì mình thấy là mình cuộc đời mình còn có quá nhiều may mắn. Mình quá may mắn khi mình đến với cái máy ấm cơ sở nuôi dưỡng Thiện Phước Nhân Ái ở Củ Chi này, thì anh thấy rằng là mình quá may mắn so với các bé. Nên mình muốn chia sẻ một cái gì đó mà mình có, gọi là để cuộc đời này được yêu thương hơn. Anh muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ hả? Tức là mong rằng là các bạn hãy sống thứ nhất là thượng tôn pháp luật, và hãy yêu cái công việc của mình đang hiện tại, hãy say mê và yêu nó để chúng ta có thể có những cái kết quả để thành công. Và khi mình thành công rồi thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện để chúng ta có thể chia sẻ để hỗ trợ tới những cái cơ sở, những cái nơi mà có những cái hoàn cảnh rất là bất hạnh,